Đứng trước view Hồ Tây thế này cứ tưởng tụi mình đang đi cà phê chiêu chiêu nào đúng không? Thật ra là đang đi ăn nướng nha. Không phải những quán chỉ dừng lại ở set bò nầm ba chỉ. Ở đây nổi tiếng với những loại thịt cực kỳ đặc biệt với những miếng rất to và đẫm sốt. Đây là oanh quán nướng lẩu Hà Thành ở 190C Yên Phụ. Tụi mình review trên kênh chắc cũng phải tầm mấy lần rồi đấy. Nay qua ăn để update xem có món gì mới không nha. Thịt thà thì cô lấy của mối, thế nhưng mà vẫn đích thân phải đi ra đấy để chọn. Vâng, chứ không phải chờ mối mà kiểu người ta đưa đến cho mình thì không phải lắm, mình phải đích thân ra mình chọn. Ngoài set nướng kinh điển bò nầm ba chỉ 100 cành một người đã bao gồm một sốt me tiêu hoặc là trứng muối, thì hai loại bò ngon must try ở đây mình thấy là bò tảng sốt BBQ và bò agu sốt Nhật nhá. Đây lại còn mới có thêm cái em lòng bò nướng ngay nữa chứ, đúng gu luôn. Tầm sốt ở đây vốn đã đậm đà lại còn có nguyên thêm một lọc đỏ trứng nữa, bảo sao mà không béo không ngậy. Mỗi đĩa lẻ này thì tầm 100, 130, 150 cành gì đó nhá. Lòng bò trông sạch sẽ đấy chứ mà không hôi tí nào nha. Cũng không dai đâu, ngon nhất là nướng kiểu xem xém ý. Bò agu sốt kiểu Nhật thì siêu siêu mềm nha, nướng tái hồng như thế này này, trông cái thớ cắt ra là đã thấy mềm rồi đúng không? Ở đây thì luôn nổi tiếng với việc tẩm ướp sốt rất là đậm đà rồi, nhiều bạn ăn nhạt là sẽ còn thấy mặn ý, nên đôi khi mình thấy cũng chả cần phải chấm thêm sốt ngoài đâu. Đây thì là bò tảng nhá, còn ai thích ăn thịt lợn thì nghe mình gọi cái thịt giải này này. Vì là thịt lợn nên nhìn màu nhạt nhạt cứ tưởng nó nhạt đúng không, nhưng không, yên tâm là luôn luôn đậm đà. Riêng quán này là mình cứ chắc chắn đảm bảo như thế, bò mềm mà lợn cũng mềm, quá là ưng. Bạn nào mà đi ăn với kiểu bố mẹ gia đình mà thích ăn kiểu truyền thống bò nầm ba chỉ thì đây, 100 cành một người là đầy đủ rau củ nướng này, rau củ cuốn này, đặc biệt là có thêm cả một chút lòng và nọn đuôi nữa. Hiếm chỗ nào bán set 100 cành mà có cả hai món này đấy nhở. Bạn nào thích ăn lẩu thì ngon nhất ở đây phải kể đến là lẩu ếch nhá. Với giá thành 300 cành thì mình thấy định lượng khá là ổn. Cả miếng ếch và măng thì trông đều to này. Măng thì mình thấy đã đậm đậm chua chua sẵn như kiểu măng ngâm rồi ấy. Có một chút ớt sẵn nữa nên đã tạo cho nồi lẩu một vị chua cay mặn ngọt cực kỳ ổn áp. Để mà so sánh với các quán chuyên lẩu ếch ấy thì không thua kém tí nào đâu. Ếch gọi ngoài thì có răng muối này, bơ tỏi hoặc là chua ngọt. Mình thấy thả lẩu là ngon và mềm nhất rồi. Ăn chơi chơi thì có chân gà sốt thái cùng xoài này, dưa chuột, củ đậu các thứ. Menu mình để đây các bạn tham khảo xem sao nha.